chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng trong tập phát sóng tối nay. Thai là 5 tuần rưỡi chưa thấy phôi, chích thuốc tê bỏ xong mới gọi bác sĩ tới. Thì nghe bác sĩ mới trả lời 5 tuần rưỡi làm sao thấy phôi, 7 tuần trở lên mới thấy phôi. Lúc đó mình nghe mình rất là... Đùng một cái bữa đó em cũng cãi lộn luôn. Mà anh về anh dọn đồ đi hết. Và sự tha thứ được bù đắp. Thì anh gọi điện về, anh có thể lấy vợ đẹp hơn em, nhưng mà để mà lo cho anh, chăm sóc anh thì chắc chắn không ai bằng em. Anh sẽ chung thủy với em cả đời. Em cảm động được cái lời nói đó. Hãy bắt đầu chia sẻ câu chuyện của Thuận Vợ Thuận Chồng với người dẫn chương trình nghệ sĩ Đinh Toàn. Tôi là Đình Toàn và xin được chào mừng quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:35 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng luôn luôn là một chương trình ở đó có một cặp đôi sẽ cùng đến chia sẻ, và cùng lúc đó chúng tôi sẽ mời đến những vị khách mời nữa. Và trong câu chuyện rơm rã của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn mong muốn là mang đến những cái ý kiến của mình cũng như của nhân vật, để khi theo dõi chương trình chúng ta thấy cả đời sống của mình ở trong đó nữa. Và trước tiên chúng ta hãy gặp gỡ khách mời của chúng ta ngày hôm nay, nữ danh ca Ngọc Ánh. Em chào chị. Em mời chị ngồi. Ngọc Ánh xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Chị Ánh nè, là một ca sĩ, chị sẽ đi hát rất là nhiều, vậy thì cái cuộc sống gia đình lúc đó như thế nào chị? Thực sự thì lúc đó chị chưa có chồng, yeah, chưa có con, yeah, và chị có một cuộc sống độc thân. Và lúc đó chị đẩy hết tất cả những cái thời gian, sức lực và đam mê của mình vào công việc đi hát, yeah. Khi chị có gia đình là mọi thứ chậm lại. Cho đến khi chị có em bé thì đó mới tất cả là sự thay đổi lớn trong cuộc đời của chị. Dạ, yeah. Có những cái cột mốc nó sẽ khiến mình thay đổi và mình nhìn lại bản thân mình để yêu thương hay thậm chí là để tha thứ cho một ai đó. Với chị, người phụ nữ có dễ để tha thứ? Đối với chị là phải tùy. Tha thứ cho những tội lỗi nào, cho những trường hợp nào, hoàn cảnh nào thì đó thuộc về cá tính của mỗi người. Dạ, vậy thì ngày hôm nay em mời chị chúng ta cùng đón một câu chuyện. Đúng thật sự là tùy cá tính của mỗi người. Và trong chủ đề ngày hôm nay đó là tha thứ, Đình Toàn mời quý vị khán giả chúng ta cùng gặp gỡ hai vị khách mời của chúng tôi, đó là anh Hải Nam và chị Trần Thị Luyện. Dạ, xin mời anh chị. Tôi tên là Hải Nam, năm nay là 49 tuổi. Công việc của anh Hải Nam là gì? Anh làm xây dựng. Dạ, đang làm xây dựng. Mình tên là Trần Thị Luyện, năm nay mình 47 tuổi. Mỗi cái cặp vợ chồng thì đều có qua những cái nấc thang. Nấc thang đầu tiên của anh chị là như thế nào? Thì nấc thang đầu tiên của hai vợ chồng thì ngày đầu á thì quen nhau thì cũng trong một cái sự tình cờ, tại vì anh bắt chị Trung. Yeah. Thế là hai người gặp nhau tại đất Sài Gòn, yêu nhau sau một năm thì cưới nhau. Thì cái thời gian đầu thì cũng có những cái nhiều mâu thuẫn, tranh cãi dữ dội. Và đến đỉnh điểm á thì anh mới quyết định là ra đi. Thì lúc đó thì cũng một phần là do là hai vợ chồng bị vô sinh. Khi mà cưới nhau là mang bầu đầu tiên là bị thai ngoài tử cung. Dạ. Xong thì đến lần thứ hai thì cấn bầu. Cái ngày mà mình tới thác thì nó lại ra máu. Ra máu mà rất là ít. Thì mình đi khám thì cô ở đó mới nói là chưa thấy phôi, tức là không có em bé, bỏ. Có nghĩa là mới về nhà suy nghĩ sau một đêm, một ngày, bắt đầu quyết định bây giờ không có em bé thì mình có dưỡng cũng không được, thôi mình quyết định thì mình đi bỏ. Thì xuống cũng cái tại cái chỗ mình khám á, thì mấy cô mới là thôi bây giờ là chích thuốc tê. Thì lúc bác sĩ tới á, thì cái kiểu như để đưa cái thai mình ra, thì bác sĩ mới hỏi hai cô kia, ủa thai này bị làm sao mà bỏ. Thì hai cô kia mới nói là thai không có phôi. Thôi hỏi mấy tuần, nói 5 tuần rưỡi, thì nghe bác sĩ mới trả lời cao 5 tuần rưỡi làm sao thấy phôi, 7 tuần trở lên mới thấy phôi. Lúc đó mình nghe mình rất là... rất là hối tiếc, nhưng mà nó rất là muộn màng. Muộn rồi. Tự vì mình đặt niềm tin không đúng chỗ. Em nói với lại có những điều mình sẽ không biết. Mình không biết. Mình không có phải là chuyên môn của mình. Đó.
Thì lúc đó thì nó muộn rồi. Lúc đó đó, khi đứa bé bị bỏ như thế thì anh Hải Nam biết câu chuyện sự thật là do là mình không có đủ kiến thức hoặc là do cái sự nhầm lẫn này đó, anh Nam biết không anh? Không, thực sự ra lúc đó thì anh có biết, nhưng mà suy nghĩ là mình thì không biết, mình đã gọi là không biết thì mình đi khám, mình thăm khám bác sĩ, tin tưởng ở bác sĩ rồi. Nhưng mà thực tế ra thì không phải là bác sĩ, cái này thực tế là mấy cô hộ lý thôi. Thật sự nó là cái chuyện không ai muốn, nhưng mà nó qua rồi. Nhưng mà vậy thì nhà anh thì có nhiều con không? Nhà anh thì bố mẹ là sinh được 4 anh em trai. Dạ. À, cũng không có con gái nào. Dạ. Lúc đó đó, hồi nãy chị kể là cái đỉnh điểm là anh bỏ đi. Anh bỏ đi đó là như thế nào? Bao lâu sau thì anh bỏ đi? Vợ chồng em cũng có đi thăm khám, cũng đi từ vũ, cũng mổ em 2 lần, gọi là thông ống dẫn trứng. Nhưng mà về cũng không có kết quả. Em biết là chồng em lúc đó là rất muốn có con, cho nên là thân em cũng áp lực lắm. Nói chung là ai chỉ em đâu em cũng đi. Đến chỗ điểm cuối cùng là cái anh bác sĩ đó, anh mới tới anh bắt mạch cho em. Và em đưa đồng thời cái kết quả siêu âm của bệnh viện Từ Dũ, thì anh mới nói rồi, anh khuyên em á là thôi đừng có đi đâu nữa hết trơn á, em cứ dành tiền đi rồi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Em về em nói thẳng anh luôn, thôi anh đi kiếm đi, nó cho anh ôm về thì ôm về em nuôi, còn nó không cho thì anh đi theo người ta luôn đi. Bây giờ là cũng hết cách rồi. Tức là chị mở đầu câu chuyện trước. Dạ, thì lúc đó thì anh mới bảo là thôi bà nói khùng quá, thì không có thì xin con nuôi. Thì anh cũng có mở lời vậy. Thì thôi thì vợ chồng cũng vẫn sống hạnh phúc, tự vì cái tình yêu em đã nói rồi, là em yêu ảnh nhiều lắm. Cứ thế là ngày qua ngày trôi qua là sống hạnh phúc. Cũng nói chung là cãi lộn cũng nhiều, nhưng mà cãi rồi là thôi, cãi rồi thôi. Đỉnh điểm là tới năm 2007 á, đùng một cái bữa đó em cũng cãi lộn luôn, mà anh về anh dọn đồ đi hết, em không biết nguyên nhân luôn á. Em cũng buồn, mà em biết ảnh đi ảnh cũng buồn. Chị trách ảnh buồn không? Đến bây giờ ngồi lại đây, anh có thể nói lý do tại sao lúc đó anh đi một cách bất ngờ. Vậy thì lý do gì để đến 3 năm sau anh mới rời khỏi nhà? Có phải là anh gặp một người khác không? Không, đến bây giờ nhiều lúc mà hai vợ chồng cứ nhắc lại cái chỗ đó. Yeah. Và mình không nghĩ ra, không hiểu ra tại sao lúc đó lại đi thôi. Nhưng mà rồi anh đi đâu? Ra ngoài thuê nhà trọ khác ở. Là từ một lúc anh muốn là đi ra khỏi căn nhà mình đang ở, đi thuê chỗ khác vậy thôi. Dạ đúng. Mà lòng anh còn yêu chị không? Có, yêu thì có yêu, nhưng mà thấy nó cứ trống trống mà thiếu thiếu. Anh, nhưng mà khi lúc đi đó thì anh có giận vì một cái điều gì không? Không. Hoặc là anh cũng không giận đi luôn? Không, tự động anh đi. Có nghĩ là cái việc có phải là do hai vợ chồng không có em bé mà anh bỏ đi không? Cái vấn đề đó thì có suy nghĩ trong đó, nhưng mà ít thôi. Nhưng mà tức là tự động đi thôi. Và trong quá trình anh ở bên nhà trọ đó, anh với chị có liên lạc với nhau không? Không. Coi như là mất tích luôn lúc đó hả? Đúng rồi. Rồi lúc đó chị sao? Lúc đó buồn lắm, cũng suy nghĩ buồn, cũng không biết cái lý do là sao. Thay vì hai vợ chồng cãi nhau dữ dội thì anh bỏ anh đi mình biết, còn này là đi trong cái sự âm thầm mình không biết gì hết, rất là buồn. Thế là em mới đi tìm ảnh. Tìm bằng cách nào? Đứng đón đường tự biết ảnh đi ngang qua đó. Dạ. Thì lần thứ nhất thì ảnh cũng không nói gì ảnh đi. Lần thứ hai em lại tìm một lần nữa, ảnh nói một câu, thôi em cứ để cho anh ra đi thanh thản đi. Thì lúc đó thì ở gia đình em thì cũng biết, nhưng mà kiểu như ở quê á thì cũng kiểu như là sợ tiếng tâm rồi này kia đó. Cho nên là má em thì cũng sợ em là ở trong này nghỉ quẩn. Mới kêu em về. Thế là lúc em về quê thì ảnh không biết là anh suy nghĩ như thế nào đó, điện cho em cứ năn nỉ em ơi vô đi để anh về đời. Thế là cũng vô. Thế là em vô thì ảnh ra xe anh đón em. Nhưng mà cái thời gian từ lúc chị nhận điện thoại cho tới lúc chị quyết định là chị quay vào Sài Gòn, quay trở lại với cuộc sống vợ chồng là bao lâu? Trong vòng khoảng 1 tuần á. Nhưng mà chưa kết thúc ở đó. Nó chưa kết thúc ở đó. Nó chưa kết thúc ở đó. Nó còn lâm ly tiếp nữa. Thế là cái sáng ảnh ra ảnh đón em. Xong về cái hai đứa cũng ăn cơm cũng vui vẻ lắm. Cái vô tình ảnh đi vệ sinh ảnh để cái điện thoại. Sáng anh gọi cho em hả? Trời ơi, một cái gọi là em không biết là giống như là gươm giáo gì đâu, nó đâm vô trong tim em á. Nhưng mà thôi em nén lòng lại, em chỉ nói với ảnh là anh đã ra đi. Trong vòng thời gian đó, anh kể cả anh ăn nằm với người ta em cũng không truy cứu. Một khi anh biết quay về rồi, anh đừng làm gì chuyện gì có lỗi với em nữa nghe. Là chị vẫn không nói cho anh nghe là chị đọc được cái tin nhắn đó.
Đúng rồi. Vậy thì trong thời gian đó là anh có quen người khác? Nói chung là có quen. Dạ đúng. Nói chung đúng một câu danh nghĩa gọi là trên tình cảm bạn bè. Nhưng mà như vậy anh đã quyết định quay về với chị là bởi vì anh cảm thấy rằng không thể thay thế nên anh mới quay về với chị. Còn thí dụ như có thể là cái cô đó hơn hoặc là anh có tình cảm hơn, anh có quay về không anh? Nói chung là quen thì quen biết vậy thôi, chứ không có mặn mà đi thiện chí đi tìm hiểu. Mà kiểu nó lúc ấy lại suy nghĩ là chắc quay về với vợ chứ, tình hình đấy đi lồng bồng lồng bàng cái này mà cua kiếc này thấy nó không biết tới đâu cả. Nhưng mà em nghĩ là với chị, như em thấy thường á, phụ nữ họ rất là hay ở trong cái việc cái linh cảm. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Giống như là Định Toàn nói thì cái đó là đúng. Mà nói chung là chồng em thì phải nói thẳng ra là đẹp trai, mà khuôn mặt đẹp trai chỉ có dáng hơi ốm thôi. Yeah. Cho nên không biết cái cô kia cũng yêu anh đắm đuối luôn á. Cổ điện thoại cho chồng em hoài thôi. Tới mức độ mà chị biết mà em tự cầm máy của ảnh á, em nhắn tin: em ơi, chồng chị đã quay về với vợ con rồi, em đừng có nhắn tin hay điện thoại cho ảnh nữa nha. Cô đó không có nghe. Nhưng mà em hẹn được cổ ra là em tính gặp. Thì em tính gặp thì em cũng không có nói gì nhiều. Em chỉ đem những cái hình cưới là em cảnh cáo cổ một lần. Nếu mà không nghe nữa thì em sẽ đi cái bước tiếp theo của em nữa. Dạ. Nhưng mà cuối cùng cổ không có nghe. Là cuối cùng là em có cho cổ một cái tát. Thì lúc đó năn nỉ em dữ lắm. Em xin lỗi chị đủ kiểu các kiểu hết. Em chỉ thẳng mặt em nói luôn. Cái thời điểm trước á, thì chị rất là thương em. Em là một cái gọi là nạn nhân, là em chị thông cảm. Nhưng từ cái lúc mà chị điện cho em, tại sao em không nghe chị? Đấy, thì lúc đó thì nói chung là cô đó mới bắt đầu là từ bỏ. Lúc đó thì chồng em có nói em câu á, nói thật: anh có thể lấy vợ đẹp hơn em, anh có thể lấy vợ giàu hơn em, nhưng mà để mà lo cho anh, chăm sóc anh thì chắc chắn không ai bằng em. Anh mới quay về. Em cảm động được cái lời nói đó. Và em cũng nghĩ thì cái chuyến anh đi cũng là một cái bài học xứng đáng mà để anh sẽ chung thủy với em cả đời. Tại vì anh có sự trải nghiệm. Dạ. Cho nên là từ cái câu nói đó em cảm động, mà em cũng chẳng có khó dễ với anh. Và bắt đầu kể từ đó là vợ chồng em là bắt đầu có bầu bé. Bé kia là em có bầu tự nhiên luôn chị. Là có, mình, đây là về là mình, về là có em bé lại bình thường. Bình thường là năm 2008 em đẻ bé em, bây giờ là 14 tuổi. Anh có nghĩ là vì cái sự, cái cách xử lý của chị trong mọi việc như vậy, và thậm chí là vì cái sự tha thứ của chị như vậy mà anh quay về không? Anh lại xác định anh quay về. Mình thôi như người kia không thôi, đúng không? À, mà mình thì cũng nói đúng một câu thì cũng hay thích thả tùm lum rồi chứ. Thả thính. Thả mình thính thích thì mình nói thôi. Yeah. Nhưng mà thật ra là anh có thấy đó là cách hành xử đúng không? Không, cái đó thì không đúng. Không được, không được, không được. Chị là cao thượng mà cũng là cao tay đó. Em nói thật á. Chứ như chị thì sao? Không, chị không chịu. Nhưng mà cho nên thật ra là em thấy vấn đề là gì nè. Thật ra có một câu hay lắm: còn tình yêu đó thì lỗi lầm mình sẽ thứ tha. Dạ. Cho nên là vì mình yêu nhiều, và rõ ràng cái lòng mình còn yêu cho mình, sẵn sàng mình tha thứ, mình bỏ qua rất nhiều, và mình cố gắng mình làm để mình giữ lấy cái tình yêu của mình. Khi hai anh chị về với nhau thì mình lại một cái tin vui, em nghĩ là lớn nhất, và cho cả anh nữa, là có em bé. Đúng không ạ? Lúc là anh quay về là năm 2007 là em có bầu luôn. Dạ. Thì đó là một cái tin vui trong gia đình. Và nói chung là tới giờ thì vợ chồng em cũng rất là hạnh phúc. May mắn là cái nấc thang cuối cùng là cái nấc thang hạnh phúc của gia đình mình. Vậy giờ mình đang đứng vững trên chiếc thang đó, đúng không nào? Vậy thì trong cái ngày hôm nay nè, ở cái cơ hội mình cùng ngồi đây, thì anh có mong muốn gì khác ở chị nữa không? Một cái mà cái này là mong muốn từ lâu lắm rồi. Thôi đi. Nói nhiều, nói dài, thừa nhận. Nhưng vậy thì chị phải rút kinh nghiệm. Vậy thì còn chị? Thì riêng về phần của chị á, thì nó thật sự ra là mình nghĩ đến cái ngày đó mình tha thứ, thì hôm nay mình mới có được một cái gia đình hạnh phúc. Em thấy là mọi sự nó đều qua rồi, và may mắn là chúng ta đang ở một cái đỉnh điểm của hạnh phúc, thì chúng ta gìn giữ cái đó. Cảm ơn anh chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi vẫn dành một khoảng không gian, khi không có người ngồi bên cạnh thì anh chị sẽ nói gì về nhau. Mời anh chị. Vợ ơi, cho anh xin lỗi những cái chuyện anh đã làm cho em buồn. Anh cũng
cảm ơn em rất nhiều. Em đã tha thứ cho anh và để cho chúng ta có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Em rất là cảm ơn anh vì thời gian qua anh đã thay đổi và anh rất là thương vợ thương con, chăm lo cho vợ con. Em cũng mong rằng là vợ chồng mình giữ mãi cái đỉnh điểm hạnh phúc như thế này đến cuối cuộc đời anh nhé. Ngọc Ánh rất là vui khi tham dự cái số này. Tha thứ, đúng nghĩa là tha thứ. Chị thật là cao thượng, mà như em đã nói, rất là cao tay. Và như vậy chị giữ được mái ấm gia đình này. Dạ. Bó hoa này em tặng riêng cho chị. Em cảm ơn chị. Thì em cũng cầu mong anh chị luôn luôn yêu nhau, yêu mãi như những ngày đầu. Và rõ ràng với câu chuyện của anh chị ngày hôm nay thì Toàn thấy cái điều này rất là đúng nè. Việc tha thứ có thể không làm thay đổi quá khứ của bạn, nhưng nó giúp bạn mở ra một tương lai khác tốt đẹp hơn. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi những hình ảnh của tập phát sóng tiếp theo. Nên duyên từ một chuyến du lịch. Vợ mình qua một lần đổ vỡ, tìm hiểu thì thấy có nhiều cái hợp, quyết định là người ta hôn nhân với nhau. Em không có quan tâm chồng em nghĩ gì đâu, em cứ theo ý em làm thôi. Thế nên vợ chồng em có nhiều cái mâu thuẫn. Cùng nhau dung hòa những đối lập vùng miền. Chúng ta nhận ra rất nhiều thứ chúng ta cần ở cái người bên cạnh của mình. Anh tôi chắc cũng thay đổi để cho Hà có thể dung hòa chấp nhận, và Hà cũng thay đổi để cho anh chấp nhận, đúng không? Dạ đúng rồi. Thuận vợ thuận chồng, chủ đề dung hòa của cặp đôi anh Phạm Quốc Tuấn và chị Đinh Thị Hà được phát sóng vào lúc 19:35 thứ Sáu ngày 19 tháng 8 năm 2022 trên VTV9. Một lần nữa cảm ơn chị Ngọc Ánh, cảm ơn anh chị đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi Thuận Vợ Thuận Chồng phát sóng lúc 19:35 thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV9, chương trình do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.